Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh tô màu của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu bức tranh các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Pokemon nha mọi người. Thì chúng bắt đầu nhé. Vậy là mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nhé. Ok, bye bye.